Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào cô bà. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Huy Khánh Vlog Đồ La Châu Phi. Ngày hôm nay thì là anh em chú cháu team của Huy Khánh vừa xuống đến bản làng 16 hộ. Thì là bây giờ tất cả các bác, cô chú, anh chị là đi cùng Huy Khánh là xuống dưới bản để xem là bà con đang làm gì nhá. Nên mọi người đi cùng với Khánh. Thì hôm nay là Khánh cũng có kế hoạch là để cho bà con là bắt lốt dàn bí. Thì là bà con thì không biết là chú Si Cù với cả ba ban tôi đều là sắp xếp là mọi người là làm những cái việc gì từ sáng giờ. Thì bây giờ là mọi người đi cùng với Khánh. Vẫn đi ba ba. Ơi. Ba ba mama ta phải ra kìa. Lánh bay xuống. Si. Ờ cảm ơn. Vâng. Flavio nữa, mẹ té quá. Ta bơ. Thì bạn Flavio là trời không mưa thì bạn ấy đang đi tưới cây. Thì ba ban tôi liều đang sắp xếp công việc cho các mama. Thế mọi người đi cùng với Khánh này có thể nhìn đấy Flavio. Để bố mẹ té quá kì bi bi lúa. Ồ. Ôi giời ơi, đã to này rồi. Đây chú cameraman quay lại đây để cho tất cả các bác cô chú anh chị xem dưa của Khánh này. Đấy. Quả dưa rất là ngon luôn ạ, dưa gai rất là ngon luôn. Quả rất là to luôn ạ. Ôi gì nhiều quả lắm rồi, lại vặt được rồi. Nhiều lắm. Còn đây đây. Ôi thế này quả to đúng này. Vặt được rồi, vặt được rồi. Có tí Khánh này lại vặt cho bà con ăn thôi. Nhiều lắm. Rất là nhiều luôn các bạn. Ở đây thì đã chú Khánh với cả chú Si Cù là cũng đã cấu ngọn rồi, là để cho cây dưa là bắt đầu là lan rộng ra. Thì là bà con cũng bắt xong rồi. Thì giờ là cứ để cây lan ra thôi. Chỗ này thì lát nữa chắc là Khánh cũng vặt được khá nhiều ấy, khá nhiều quả dưa đấy. Vâng, các lột vai để xe á, mama ta lanh bay xuống. Mỗi ngày xuống đến bản là một khác các bạn. Đấy, mọi người có thể đứng ở cái góc quay này có thể để nhìn thấy tất cả các cây bí của Khánh này. Cây bí này, dàn bí này. Một lát nữa thì Khánh sẽ cho mọi người bắt các dàn bí bắt ngang kia. Vâng, vài compliment ta mama. Đi Si Cù. Bon dia. Ta phải ra kìa. Bon dia. Mama, tudo bem? Ta tira cabine, né? Tá bom? Sim, deixa eu ver como está o Si Cù, meu caro. O Si Cù fala doente, né? O Si Cù doente? Doente. Onde não comer, assim... Comer não dá, na barriga dói. Ah, dói de barriga, né? Sim. Não dá comer? Não dá comer. Sim. Aí já prepara isso, pau, né? Sim. Đây, chú Si Cù với cả mọi người chuẩn bị được thêm ít cây này. Rồi, cây này cũng cứng đây. Cây này cũng cứng đây. Ti Si Cù cũng cao luôn. Bố để cô mẹ xả ra mẹ tế, xì nhá. Grande, grande, để bố bị kèn được mê à. Xì. À, xô xì. Ta tira cá bì đấy. Ô, ta phải xa kìa. À, ta tira quá. À, bạn ấy đang ở dưới chỗ máy bơm, đang hút nước ở dưới kia lên các bạn. Ti Si Cù cùng xô xì. Pha la, xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Cảm ơn, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Cảm ơn vậy cái gì? Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Ba là tôi đủ. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Cảm ơn. Ca lột cùng tiêu sĩ cùng Jose. Bữa được cô mẹ sao dậy mẹ tê ra. Mẹ tê bao. Anh đang kì, cảm ơn. Mười tuổi bảy á. Cảm ơn Vemin đưa ra sao thanh. Bon dia. Sí. Tudo mama, fala xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào Việt Nam. Xin chào Việt Nam. Cảm ơn. Rất là vui các bạn. Mama ta phát ra đèn từ đâu nhé? Cảm ơn, giác cơ bố. Đi xuống giá. Giá nữa. Agora dois mamá fica aqui, tira tudo cabine, né? Não deixa assim. Tira tudo cabine, dois aqui, tira tudo cabine. Tá bom? Đây, Khánh cho hai mamá đi vào trong đây dọn hết cái cỏ ra không mà mọi người dẫy.
Que bita com mama flora, mama rosa. Vai ali ajudar teu Chico. Mete pau. Yeah. Sim. Tá bom. Mara. Đây khách một cái mama đi ra kia để buộc các cây bí lên nữa. Tia bao là bữa vai aki tao mày. Sim, kim bita. Quatro mama. Mama tira capi nữa. Đây khách sắp xếp cho mọi người nào, mọi người chia ra để hai bên lấy hết quả ra, dọn hết quả ra. Để cho cây ngô nó còn ăn cái chất đạm mà trước Khánh Vuôn. Thế là bây giờ là các mama đi vào trong rìa rồi thì là mọi người có thể nhìn này. Các mama làm cái đường rạch thoát nước như Khánh làm bên kia rồi. Rất là đẹp luôn ạ. Bởi vì ở đây nó rất nhiều cái trận mưa to đấy. Thì là mọi người làm cái đường rạch thoát nước như này để cho yên tâm. Thì là các bác đi cùng với Khánh xuống đây xem. Đây này. Các mama cuốc hết thế này để nước nó không bị tràn vào cây, làm đổ cây. Mấy hôm trước thì cứ mưa xong là ở trên đây đồi dốc, xong xoáy nước tầm khoảng 10-20 phân thì là cứ làm đổ cây của Khánh. Thế là Khánh mới tính với cả bà con đã làm cái đường rãnh thoát nước như này. Đây các mama dọn quả tận xuống dưới đây này. Đây một lát nữa thì tí mọi người dọn được quả bê quả ở trên kia ra rồi thì là xuống đây tiếp tục dọn chỗ quả này ra nữa. Ê, mưa nếu không làm cái đường rãnh này là mưa chảy vào là đổ hết cây của mình. Ta bơm. Khoai của Khánh rất là tốt. Đây mọi người đi cùng với Khánh là sang bên này nhá. Ruộng khoai lang này của Khánh là rất là đẹp rồi. Ruộng này yên tâm luôn rồi. Ta bắt đầu ngổng lên hết rồi. Đây đó, mọi người đang hút nước lên để tưới nước đây. Khánh dẫn mọi người đi xem giếng nước. Đang hút nước ở giếng lên mà. Ra đi cả. À. Bắt được rồi, ra cả bó quá. Ra cả bó một đẹp hay cả. Hả? Ra tên mình một đẹp hay cả. À, ra tên mình nào? À, bà đã buộc cả cái này vào đây. À, cho máy bơm. Ây da, cho máy bơm xuống giếng rồi. Ra tao bơm đấy. Ừ. Ok, tiếp đây. Đấy là mọi người có thể lấy nước ao, có thể lấy nước giếng các bạn. Đây Khánh cho mọi người bơm giếng lên. Thi thoảng là cho bơm lên để rửa giếng liên tục. Để hôm đợt trước là Khánh cũng đổ mấy bao cát vàng xuống dưới rồi các bạn. Biết là ở dưới là kịch đến nền đá rồi nhưng là Khánh vẫn đổ cát vàng xuống đây. Khi mà đào được cát là Khánh cho tầm khoảng 2 bao xuống. Đấy khi mà trời không mưa thì là nước chảy như này thôi thì mọi người đi qua cái cầu tạm này. Nước rất là trong luôn các bạn. Nước trong xanh luôn. Đây là bạn ấy vừa là cho cái máy bơm xuống dưới đáy để bạn ấy hút nước lên để tưới rau. À, agua sai. Ra đấy. Nó mà tay ma quá. Ok. Você depois tira esse tubo fazer esse dono bem nhá. Tá bom? Đi mọi người đi cùng với Khánh ở lên trên kia đi à. Khánh cùng với bà con với cả chú Si Cù bác lốt cái dàn bí cho đúng kỹ thuật. Thì Khánh đi một vòng để quay cho tất cả các bác, cô chú anh chị xem qua là như vậy. Đây ạ. Đây là ruộng lạc là mọi người mới vuông xong. Thì là bạn Fraview là bạn ấy cũng tưới nước. Rất là đẹp luôn. Thế là cứ yên tâm thôi. Là nạc cứ thế là lên thôi. Hy vọng là bà con vuông này rồi thì là nạc sẽ cho nhiều củ. Rất đẹp luôn. Come on. Muy tu bonito, tu á. Dinh gùm bà. Así ya está seis flores. Está flor, á. Ya está la imagen. Ừ. Cây rất mập mạp. Fosa, muy tu. Tá bom. Ele cai, né? Yeah. Sí, muito. Porque ya tem flores. Tá bom. Mais ou menos. Rất là đẹp luôn, cây nạc nhìn thích thật đấy. Primeiro semana, fevereiro, já tem. Tá bom. Tá bom. À, các bác đi cùng với Khánh lên đây này nhá. Giờ Khánh tập trung cùng với bà con nè. Vừa hướng dẫn để cho mọi người là buộc. Nên cả buộc các ngọn cây lên.
Isso, palma, tenta ver falta. Palma. Boco. Boco. Muito boco. Pra fechar. Conta mais. Conta mais. Mamá, vai marar? Não marar muito força? Deixa aberto, tô indo subir. Vai procurar, vai ver. Aqui. Aqui. Tá vendo? Tudo mamá, vai ver assim. Primeiro. Deixa eu dar hướng dẫn cho mamá nó đi buộc. Mamá, primeiro mara aqui. Depois aqui. Ok? Ok. Deixa eu buộc cho mamá nó. Buộc cẩn thận. Tá bom? Mai buộc cả rồi. Ừ. Só assim. Entendeu, né? Deixa aí, nem passa. Por quê? Isso fica grande. Tá bom? Aqui também. Đây, khi cho chén tất cả các cây cứng này. Lanh xi mà. Lanh xi mà nó còn xi ghi. Nào. Aqui nào. Aqui mà tê mai ung pao. Assustar, pensar que cai aqui. Não caí. Đây cũng vượt đến một lửa rồi đấy các bạn. Còn đâu là còn thiếu những cái cây gác ngang thôi. Cái này để bác lên một dàn bí thì cần rất nhiều cây các bạn. Mara, mẹ tê tudo isso lá em cima. Mẹ tê tudo folha lá em cima, é de baixo bí. Depois tem grande, fica lá embaixo. Assim não. Assim não, não certo. Esse nem de hoje. Amarramos hoje. Mama, isso não mara. Porque ele tá. Fica aqui, entendeu? Tira. Ele aqui. Entendeu, mama? Sim, pai. É, ele tá aqui. Mara aqui? Sim. Mama sabe, né? Sim. Não, ele não vem aqui. Đi đây tu aqui, depois vem aqui. Tá bom. Vai ver, aqui, também tia bao lá. Aqui. Mara aqui. Entendeu? Mara aqui. Để xa bát xa, để quan đầu con đi đủ bát vất mà tê aqui. Đây khánh bổ cô mới. Cả mama là như thế chứ. Aqui também. Thế, mama. Mara. Ajuda ele. Tá bem. Hướng dẫn các mama từng đi từng tí một. Ok, bắt đầu mà tê. Đang làm hết cây thế là Khánh phải bảo bà con là đi. Tập trung. Gần 2 tiếng đồng hồ các bạn. Gần 2 tiếng đồng hồ cho tất cả mọi người đi tập trung để chặt cây. Đặt phải con nó không? Tập bông. Tập bông mama. Ơi. Ở đây rất may là trời không mưa thì mình đi vào trong rừng là mình có thể chặt được những cái cây này về cắm đỡ bao tiền đấy các bạn. Tập bông. Tá bom. Opa. Último. Agora. Tá bom. Café. Agora. Mama! Tudo vem aqui, hein? Tudo vem aqui. Để Khánh gọi các mama đang làm quả dưới kia lên đây để tập trung cùng với mọi người để cho làm cho nó gọn ở đây đi các bạn. Aqui, mai. Passa tudo, calor alto, passa tudo. Đây Khánh cho mọi người gác những cây to lên trên ngang, còn những cây nhỏ là mình sẽ cho chiều dọc.
Anh cho gác hết lên tí là cho mọi người đi bước đồng loạt. Đúng không? Ok. Ok. Basta. AC. Tà bô. Carlos. Đang làm thì thiếu cây các bạn. Nhưng rất là may là cánh rừng ở gần. Tanh bao grande với bao kỳ á? Bà ba. Ta tira phiếu bà ba. Thế. Ta bông. Đây Khánh đang cho các bà mama là tước một loạt dây. Bà ba. Tudo mamá vem aqui, ah? Mara rápido. Sim. 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 A mamá canta? Tá cuidado, tá bom. Tá cuidado, né, mamá? Tá tirar fio cuidar? Cứ tinh thần làm việc này là ok đấy các mamá. Tá bom, mamá. Mama đang xả cui da đủ bao á. Tá bom. Tá bom. Đấy Khánh đứng ở bên ngoài là vừa quay cho các bác với mọi người xem, xong là vừa là sắp xếp công việc cho các mama, vì mình đứng từ xa là mình sẽ tổng quát được, chứ còn Khánh đi buộc thì là mỗi người một việc là khó sắp xếp. Tá bom. Có cái đoạn này là cao, chú Khánh phải bế ba lên. Tá bom, ba ba. Mọi người tập trung làm buổi trưa này rất là buồn cười, có những pha rất là buồn cười luôn. Mama. Các mama đang diễn hài. Mama đây là camon ca lột. Có mỗi đoạn này cao đó các bạn. Tá bom. Mama vai mara lên bay su. Aqui. Vai lên bay su. Nào tụi mama vem aqui. Mama, vai mara aqui á. Aqui tudo matiza mete lên cima. Đây là các cây Khánh gác lên trên rồi, giờ các mama đi buộc lại. Aqui, começa aqui até lá. Puro tu. Dạ, cái puro. Chỉ mất được đoạn đầu trên kia của Khánh là cao thôi, còn đây là các mama xóa dây là đến tầm tay của các mama là rất là dễ. Tá bom, né, mama? Tá bom. Các mama mara tudo á? Aqui mais uma semana, tudo seu, COVID em cima.
Đây là Khánh cho mọi người gác hết trước như này, giờ là các mama chỉ đi buộc thôi. Còn đâu là sẽ cho mọi người kiếm dần những cây to để mình cài vào những cái điểm mà chịu lực. Và điểm nào yếu thì Khánh lại cho mọi người là khi mà có cây đấy thì là cho chống giữa. Thế là yên tâm dàn các bác. Nên là mọi các bác xem video thì cứ yên tâm, Khánh làm rất là cẩn thận. Bình thường ra nếu mà người ta có những cây to thì người ta chỉ cần bắt những cây to thôi. Nhưng ở đây thì để đi kiếm cây to rất là xa nên rất là khó kiếm. Còn những cái cây nhỡ nhàng nhàng như này, như kiểu cây dốc này thì là rất là nhiều. Thì là Khánh tận dụng những cái gì mà bản làng có thôi. Chứ còn giờ bảo đi kiếm những cái cây mà to đùng như thế này thì đây này, những cây như thế này mà để bắt dàn thì rất là cứng cáp nhưng rất là lặng và khó. Vì bản của Khánh là toàn người có tuổi thôi. Nên là Khánh phân chia cho mỗi người một việc. Mama thì tước dây, vận chuyển cây. Còn đâu là mọi người đang tập trung lên đây. Tụi mama ra. Ra đó. Ra tao bông, tụi mama bắt đầu về aquí á. Đây là Khánh đi lên trước rồi, Khánh sẽ bật mấy cái quả dưa chuột ra để tí cho các mama các bạn. Dưa rất là to luôn. Phải la view. Ra Azuda Martin á. Đây Khánh cho các bác xem này. Quả dưa rất là to luôn ạ. Quả dưa Khánh rất là to luôn. Các mama tí ăn quả này thì thích luôn ạ. Ôi to không ạ? Dưa gai rất là ngon luôn ạ. Ôi ngon thế. Ngon thế. Khánh mời các bác ăn dưa chuột của bản nhá. Muy tu bom. Muy tu bom, dưa rất là dài ngon luôn. Những quả này là Khánh sẽ để hôm sau. Ai mama Azuda Martin. Sí. Yeah. Azuda Martin á. Bữa đợt Tierra Grande á. Flavio Tierra Grande á. Bí cana de sa. Những quả này là Khánh vật luôn các bạn. Không là để hai hôm nữa Khánh xuống nó lại già mất. Ta bông. Cứ thêm được quả nào là cho bà con ăn luôn. Ta bông. Rất là ngon luôn ạ. Có nhìn thấy ngon không ạ? Mama. Mama. Mama, tôi mà Martin. Khánh quay từ xa cho mọi người xem nhá. Bác dàn bí của Khánh sắp xong rồi. Còn thiếu mà ít cây to thì là Khánh sẽ bảo các ba mama là sẽ đi chặt các cây to là để về gác gia cố thêm và các cột trống. Còn đâu là tương đối là cái dàn bí của Khánh đẹp rồi các bạn. Khánh chia các ô vuông cho các mama buộc. Thì bây giờ các mama buộc xong là xong. Còn các ngọn bí là cứ ngọn nào neo được lên đến tầm 2 mét nên đến dàn của Khánh là Khánh sẽ bấm ngọn là để cho ra trẻ. Qua rẻ các bạn mama. Yeah. Ta bơ. Và ra mai đã bị đủ đi ca xá mama. Các mama là rất nhiệt tình luôn ạ. Đang làm thiếu cây đó. Các mama cùng với tất cả mọi người là đi chặt thêm cây để về làm cho nó gọn. Ta bơ ba ban tôi liều. Hôm trước mà ba ban tôi liều ốm các bạn. Hôm nay ba khỏe rồi, ba ra làm với mọi người. Calo ta bom á. Đây có đoạn này cao thì là Khánh cho mấy bạn cao cao là bạn ấy đấy buộc ở đây. Ta bom. Você alto, você ajuda ba ba aqui á. Ở đây là có mấy cái gốc cột trống nó cao thì là bạn ấy làm ở đây các bạn. Còn đâu nở dưới kia thì toàn tầm 2 mét, 1 mét 8 thôi, đẹp. Còn đây là chú Khánh đang buộc rằng chéo như này để cho nó không du. Trời giờ đến gần trưa rồi, mình mất thời gian đi chặt cây thế nào. Trưa quá các bạn. Khánh đang quay tổng thể cho mọi người đây. Là các ba mama đã sắp xong rồi.
Tá bom, né, José? Bạn cao mong cao là bạn ấy cũng đứng ở vị trí cao, bạn ấy buộc cho Khánh. Đây còn đi từ dưới đây xuống là các vị trí là vừa đẹp cho các mama buộc rồi. Tà bông ra các ba mama. Ta qua rồi nữa. Tà bông ấy về ở giữa là bí xanh nhá các bác nhá. Còn bên này này Khánh quay cho các bác xem là ngọn bí đỏ của Khánh này, cây bí đỏ này rất là đẹp luôn ạ. Là cây bí đỏ đã leo gần ra giữa rồi đấy ạ. Đây ạ, rất là tốt luôn. Khánh không thể ngờ đến là cây bí đỏ nó lại lớn nhanh như thế. Ngọn to, lá to, quá to luôn. Mai ông xe mà na aki cô đó về đi, igual này, nay xì mà. Thì nào, bây giờ đến trưa rồi là Khánh cho bà con nghỉ các bác. Mọi người lên ăn dưa chuột. Khánh đang chuẩn bị bột canh rồi. Tạm bơ quá, à còn là vai của mẹ Bibi nữa mà. Tạm bơ, cái gì ra tira, mà tí cũng phải làm việc ra tira Bibi nữa. Thì là các bác, cô chú, anh chị xem video của Huy Khánh thì ủng hộ Huy Khánh, cho Huy Khánh một lượt like, một lượt share và một lượt đăng ký. Khánh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người nhá. Thì là bà con bây giờ thì cũng giữa trưa rồi, thì là Khánh cho bà con là lên trên bản nghỉ ngơi, rồi ăn dưa chuột, rồi ăn cơm. Thì là hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhá.